Chúng ta vừa mới học cái thao tác là khởi tạo và nhập thông tin của một kỳ thi. Bây giờ chúng ta sẽ học cái thao tác rất quan trọng là nhập cái đề kiểm tra cho một kỳ thi. Nhắc lại là mỗi một kỳ thi sẽ tương ứng với một đề kiểm tra, tương ứng với một môn học. Chúng ta mở cái phần mềm eCloud Test Manager ra, đăng nhập vào với tên của mình và chúng ta xem cái thông tin kỳ thi. Sự lựa chọn thông tin tôi vừa mới tạo xong là cái kỳ thi kiểm tra chất lượng tiếng Anh và tôi mở nó ra, tôi nhấn nút vào đây. Chúng ta sẽ quay lại cái màn hình, chúng ta có thể chỉnh sửa thông tin kỳ thi. Ở đây chúng thấy là đây cái nút là nhập thông tin thí sinh đã bật lên, chúng ta có thể nhập trực tiếp thông tin thí sinh tới đây. Tôi sẽ nói cái lệnh nó xong. Bây giờ chúng ta hãy xem về thông tin đề thi ở đây. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy là có hai cái lựa chọn, một là quy định chặt đề thi, hai là không quy định chặt. Thế nào là chặt, thế nào là không chặt? Quy định chặt tức là chúng ta bắt buộc phải nhập đề thi ngay tại đây và sau đó đẩy đề thi lên trên mạng internet và đề thi sẽ được lưu cùng với exam, với cái thông tin kỳ thi này được lưu ở trên trên mạng. Còn nếu chúng ta chọn là không quy định chặt chẽ thì khi đó đề thi chúng ta có thể tạo ra ở chỗ khác và chúng ta gửi cho học sinh. Học sinh có cái đề thi đó có thể chưa có mật khẩu, thì đến lúc thi học sinh sẽ được phép mở cái đề thi ra và lúc đó mới nhập mật khẩu và truy nhập vào hệ thống để mà thi. Thì thông thường chúng ta nên lựa chọn cái quy định là chặt đề thi. Thì với quy định chặt này chúng ta có hai phương án để chúng ta tạo đề thi, một là tạo nhanh đề thi trực tiếp bằng phần mềm này, hai là chúng ta dùng lệnh là upload đề thi. Về upload đề thi chúng ta sử dụng phần mềm EQB để tạo ra một cái file đề thi có sẵn, một cái file có đuôi là QBT có sẵn, chúng ta sẽ upload bằng các file QBT đó. Giả sử tôi bấm vào đây thì đó tôi có thể tìm cái file, tìm cái tệp đề thi có sẵn ở trên máy tính và tôi sẽ sự thực tìm cái đề thi như thế này. Tôi đã sẵn ở đó, ở đây rồi và tôi sẽ mở nó ra ngay bây giờ ở đây. Đấy. Giả sử tôi tạo sẵn cái đề thi như này rồi. Cái đề thi như này tôi tạo sẵn rồi và tôi chỉ việc mở nó ra. Tôi bấm vào và phần mềm sẽ đẩy cái thi này lên trên mạng internet. Thì đó là cái cách mà chúng ta hay dùng nhất, là chúng ta sử dụng cái phần mềm EQB của công ty Scunet để chúng ta khởi tạo ra các cái đề thi, các cái đề kiểm tra có đuôi là QBT. Cách thứ hai là chúng ta tạo trực tiếp trên màn hình này. Đây là mệnh rất là hay, cũng mệnh là chúng ta sẽ bấm vào đây và chúng ta sẽ vào một cái cửa sổ để chúng ta là nhập cái đề kiểm tra đó. Chúng ta sẽ nhập tên tệp, tên đề kiểm tra, mật khẩu, nhập lại mật khẩu và chúng ta sẽ nhập trực tiếp từ một cái file, từ một cái file uộc nào đó. Giả sử tôi bấm vào đây và đây tôi nhập tên tệp, giả sử là KT tiếng Anh chẳng hạn, tên để kiểm tra là kiểm tra chất lượng tiếng Anh. Mật khẩu tôi có thể để đây bỏ qua lên trên không cần nữa. Thời gian làm bài tôi dự kiến thời gian làm bài sẽ là 30 phút, thang điểm tối đa là 10, được chưa? Và khi đó tôi sẽ bấm vào đây, tôi sẽ muốn mở một cái, tôi đã tạo sẵn ra một cái file work là để kiểm tra rồi. Thì cái file work này nó phải có cái khuôn dạng, tôi cho các bạn xem trên máy tính của tôi đã tạo ra sẵn một cái để kiểm tra như vậy. Đây để kiểm tra rồi, tạo sẵn đây một cái file work với cái tham số, các cái khuôn dạng của câu hỏi là đúng theo mẫu của phần mềm QB. Ví dụ mỗi câu hỏi bắt đầu bằng dấu thăng và mặc M là cái loại câu hỏi trắc nghiệm, phần mềm hỗ trợ cho các câu hỏi là trắc nghiệm điểm khuyết và cặp đôi. Đây là cái tập điểm tra tôi đã chuẩn bị sẵn rồi và bây giờ tôi sẽ chuyển vào đó. Tôi bấm nút là trực tiếp từ file work và khi đó tôi sẽ tìm trên mạng cái tệp đó và tôi sẽ chuyển nó vào. Giả sử đây tôi tìm cái file của tôi đây, tôi tìm cái file ở trong cái thư mục này,
đây cái file này, bấm lên và tôi bấm open thì phần mềm nó sẽ chuyển vào và gặp lỗi nó sẽ báo chủ nhập thành công câu hỏi, bấm ok và bấm nút đồng ý. Bạn có muốn upload không? Đồng ý. Như vậy tôi đã hoàn thành cái việc là tôi đã đẩy được một cái tệp đã tạo nhanh và đẩy được lên trên lưu trên mạng internet. Đây tôi có thể đặt các thông tin khác như là cái chữ số thập phân khi kết quả thi là hai chữ số hay là một chữ số, được chưa? Còn kết quả là bài thi ghi lại ở đâu tôi có thể thêm đây, thông tin không quan trọng. Quan trọng là cái đây chính là cái đề thi tôi đã tạo ra, tôi vừa mới tạo ra đây, và quy định là chặt đề thi chữ số thập phân của kết quả thi đây, được chưa? Như vậy tôi đã hoàn thành xong cái việc nhập thông tin kỳ thi, đề kiểm tra rất quan trọng. Là kỳ thi này là kỳ thi cố định để kiểm tra rồi, và đây là cái mô hình mở không cần nhập trước học sinh. Nút cập nhật đó. Như vậy tôi đã hoàn thiện cái, tôi có thể biết, tôi có thể đóng lại, và bây giờ từ nay là học sinh có thể bắt đầu tiến hành kiểm tra. Nhắc lại kia của chúng ta là cái mã là KTCLTA bằng mật khẩu, tôi thông báo cho học sinh rồi. Vì tôi sẽ nhờ chúng ta vừa kết thúc cái thao tác là nhập để kiểm tra chính thức cho kỳ thi.